mọi người báo lại livestream giúp cửa hàng nhá, vừa nãy cửa hàng bị ao mất. Vừa nãy cửa hàng bị ao mất livestream nhá, thì mọi người vào lại livestream giúp cửa hàng. Thì hôm nay cửa hàng sẽ livestream báo giá cho mọi người tất cả con xe ở đây luôn. Từ SH trắng này, đời 2016 đến 2021 cửa hàng đều có xe. SH đỏ này và SH đen. Chào tất cả mọi người nhá. Chào Xuân Phạm, Trà Hồng Tiến. Ở SH Mall cửa hàng ở đây, cửa hàng có những con SH Mall đã qua sử dụng này, thì là từ 38.800.000 là đã có xe SH Mall rồi chị nhé. SH Mall cửa hàng hiện tại xe lướt chỉ còn 4-5 con màu như này thôi. SH trắng đời 2021 xe mới tinh ấy, thì là 80 triệu đã có xe rồi chị ơi. Chào Tân Nguyễn nhá, chào Hà Hồng Tiến nhá. Đây cửa hàng còn có những con xe màu đen nhám. Đen nhám đời 2019. Rất là đẹp luôn. SH trắng nhá. Đây con xe này là SH trắng đời 2017, 70.900.000. Nó là form nhập nhá. Cái form của nó là được độ lên là form nhập. SH 2019 từ 79.800.000 là đã có xe chị ơi. SH 150cc từ 67.600.000 là đã có xe với bạn nhé. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào thì hãy để bình luận. Cửa hàng sẽ ebook về gửi link cho mình để tham khảo nhé. Cửa hàng đang có một con xe Jeep 16.500.000 đời 2015. Mọi người muốn, nếu mà muốn đi chợ ấy, hay là đi đâu ấy, đi nhẹ nhàng thì cũng có thể tham khảo con xe này. AB cửa hàng về rất nhiều nhá. Màu đen nhám này, rất nhiều người thích màu đen nhám luôn. Có đủ bản từ có đủ đời từ 2015 đến 2021 luôn. Đây con xe này là đời 2021 đây, xe màu xanh AB 125. Xay thì hôm nay cửa hàng không có, hôm nay cửa hàng live bên xe ga, thì để ngày mai cửa hàng sẽ live bên xe số cho mọi người nhé. Thì Xay 2019 là từ 35.500.000 là đã có xe rồi. Chào Lù Tráng nhá. Chào Thịnh Ngô. Đây rất nhiều dòng xe ga cho nữ đi rất đẹp, như là Vision này, xe lít này. Có những con xe chỉ mới chạy có mấy trăm nghìn cây, mấy trăm cây bạn ơi. Đây anh ơi, đây tất cả các dòng SH phong cũ nhà em đây nhá. Phong cũng là từ 2017 đến 2019. Phong rất đẹp luôn. Tầm chục triệu thì nhà em đang có những con xe như là xe Jeep này.
Chào Vinh Nguyễn nhá. Đây mọi người có thể tham khảo đây. Có rất nhiều xe đẹp. Xe cũ cửa hàng sẽ đảm bảo về chất lượng cho mọi người nhé. Mọi người hãy yên tâm mà đến với cửa hàng. Xe Vision là cửa hàng đang có xe cũ và xe mới nhé. Bạn muốn tham khảo dòng xe nào vậy? Xe Vision là từ 27.600.000 nhé. Cửa hàng đang có một con xe Vision là 27.600.000 màu đen nhám. Rất nhiều bạn thích màu đen nhám ấy thôi. Còn xe mới thì cửa hàng có từ 30.500.000 là đã có xe mới rồi. Chưa giá đăng ký bạn nhé. Đúng rồi bạn ơi, đây là xe Atmore lướt nhé. Xe đi được rất ít. Đây con này là con bạn mới đây, đời 2020. Xe mới chạy được chưa đến 3.000 cây. Ở hàng dưới kia là xe đời 2016. Có đủ các bạn từ 125 hoặc là 150cc cho mọi người tham khảo. Liberty màu trắng cửa hàng đang còn một con bạn nhé. Thì là 28.800.000. Thì bạn có thể tham khảo con xe Liberty đây. 28.800.000 nhé. Cửa hàng có AB đời 20 bạn ơi. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào ấy thì hãy để lại bình luận. Cửa hàng sẽ gửi link cho mình để mình tham khảo từng con xe một. Đây. SH thì từ 52.600.000 đã có xe bạn nhé. Đây là SH form từ đời 2017 đến 2019. Cửa hàng đang có một con siêu phẩm SH nhập 138.000.000 đời 2009 là bạn 150cc. Vespa cửa hàng đang còn hai con. Một con là con xe mới nhất, còn một con đã là xe lướt. Xe lướt thì con này là 28.800.000. Đây. Hôm nay cửa hàng đang live bên xe số bên xe ga. Còn bên xe số thì ngày mai cửa hàng sẽ live cho mọi người nhé. Thì bên đấy có đủ loại xe số như là Xside, rồi Way và Sirius cho mọi người tham khảo tất cả các dòng xe nữa. Xe lướt 32.600.000 đã có xe rồi. Những xe phân khối lớn thì hôm nay cửa hàng đang live bên này sẽ không quay cho mọi người xem được ấy. Thì mọi người cứ để lại bình luận thì bên cửa hàng sẽ gửi link cho mọi người tham khảo. Cửa hàng đang có một con Xside 2010
Con đấy là 34.900.000, xe màu trắng đẹp lắm anh ơi. SH Phong cũ này thì từ xung quanh 60 triệu là đã có xe đời 2016. Trên 70.900.000 là đã có xe đời 2017 bạn ơi. Mọi người có thể tham khảo từng form một. Như là form cũ này, có rất nhiều người thích kiểu form cũ này. Chào mọi người nhá. Chào Duy Nam, chào người Trang. Ở bên cửa hàng còn có hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người nhé. Thì dòng xe nào cũng được hỗ trợ trả góp. Có những dòng xe được hỗ trợ trả góp không đồng nữa. Mọi người cứ đến cửa hàng xem xe, rồi bên mình sẽ tư vấn trả góp cho mọi người. Cửa hàng còn đang có cả xe mới ấy. Mọi người có thể tham khảo tất cả dòng xe mới bên cửa hàng nữa. Chào Phạm Văn Đa nha. Vision từ 27.600.000 là đã có xe rồi bạn nhé. 27.600.000 là cửa hàng đang có một con xe Vision màu đen nhám. Chào Bình Minh, chào Vũ Bảo. Chào Dương Minh Đức nha, chào Lê Văn Hoàn nha. Đây, có khách đến xem Vision đen nhám nhà mình đây. Hai chị xem xe ạ. Rồi. SH là từ 52.600.000 là đã có xe rồi anh nhé. Mọi người cứ để lại bình luận thì cửa hàng sẽ gửi link cho mọi người tham khảo cụ thể từng con xe một ấy. Thì ở đây cửa hàng có rất nhiều xe. Cửa hàng không thể báo cụ thể cho mọi người từng con xe một thì bên cửa hàng sẽ gửi link cho mọi người nha. Con đấy là đời 2014 anh ơi. 2014 nhá. Thì xe nhà em mới đảm bảo chất lượng cho khách. Nên là mọi người cứ yên tâm mà đến với cửa hàng. Chào Trần Đăng Khoa nhé, chào Lê Văn Hoan nhé. SH màu đen nhám đây, là những bản đắt nhất đây. AB từ 27.600.000 là có xe rồi nhé. Chào Dương Minh Đức, chào Minh Khôi, chào Thịnh Nguyễn nha. Mọi người có thể tham khảo dòng AB này, AB đời 2018 màu đen nhám dòng cũ đúng không? Từ 36.600.000 là đã có AB màu đen nhám rồi đấy. Dòng này là rất nhiều khách thích và ưa chuộng luôn. Bên cửa hàng có hỗ trợ trả góp bạn nhé. Bạn cứ đến với cửa hàng chỉ cần có chứng minh thư này, sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh thư và bằng lái xe là có thể được hỗ trợ trả góp rồi.
Chào Nguyệt Trang nha. Chào Hưng Hà nha. Khách nữ, các khách nữ rất là ưng những xe Vision nhé. Chào Trịnh Đức Nhân, chào Thịnh Nguyễn. Ba sáu triệu sáu trăm bạn ơi. Xe chạy ít lắm nhá. Chào Trúc Văn Sinh. Bên xe số nhất cửa hàng để bên xe số rồi bạn ơi. Đây những con AB ở cửa hàng sẽ rất đẹp bạn ơi. Rất đẹp luôn. Là xe những xe chạy được có 3.000 cây hoặc 6.000 cây thôi. Đây ạ. Xe lít này, xe lít là từ 32.600.000 là có xe. Xe chạy rất ít luôn. Cửa hàng đảm bảo về chất lượng, máy zin máy nguyên. Không tai nạn, không ngập nước. Chào Hoàng Thị Mai, chào Nguyệt Trang. Vision cao các bạn. Cửa hàng đang có xe mới là 36.600.000 là có xe nhé. Cửa hàng có hỗ trợ lắp cho mình phụ kiện ấy, thì có thể giảm cho mình cái tiền phụ kiện nữa. Nên bạn cứ đến cửa hàng xem xe bạn nhé. SH là từ 52.600.000 là có xe rồi anh ơi. Cửa hàng đang còn hai con Vespa bạn ơi. Là từ 28.800.000 là có xe Vespa rồi nha. Xe rất đẹp mọi người ạ. Được anh ơi, anh cứ mang xe lên đây. Cửa hàng xem xe rồi hai bên thỏa thuận trao đổi cho mình nhé. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào ấy, hãy để lại bình luận. Cửa hàng sẽ gửi link cho mình nhé. Để báo giá tất cả các con xe đây. Vision Nam cửa hàng đang không ở để bên này nhé. Vision 36 triệu là xe mới tinh bạn ơi. Xe mới tinh chưa lăn bánh. Livestream hôm nay xin kết thúc tại đây mọi người nhé. Thì cảm ơn mọi người đã chú ý xem livestream của cửa hàng. Rất mong mọi người đến ủng hộ livestream của cửa hàng nha. Chào tất cả mọi người ạ.